Các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay anh Phi sẽ có một cái đơn hàng gửi về Cái Răng, thành phố Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho một chị tên là Thông. Và bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển các cái giấy tờ qua một bên. Dây cái này gọi là dây quà tặng, anh Phi cũng sẽ chuyển qua một bên. Và bây giờ anh Phi sẽ vui cái hộp hàng Yoyo 676201. Tạm thời ở cửa hàng Amo anh Phi sẽ gọi nó là Thần Rồng BT5. BT5 là Platinum 5 đó các bạn ha. Mã hàng của nó sẽ là 676201 nha các bạn nhớ cái mã hàng nha. Cái sản phẩm này thì nó thuộc trong dòng Yoyo 1A bằng nhựa, hai dòng quay độc lập và cực kỳ dễ chơi và phù hợp với các bạn mới tập Yoyo 1A. Hai dòng quay độc lập là sao? Anh Phi cầm ở ngoài ở trong nó vẫn quay được, hoặc là anh Phi cầm ở trong thì ở ngoài nó vẫn quay được các bạn ha. Khi quay thì các bạn khi chơi Yoyo các bạn có thể chụp ở đây nè, rồi nó vẫn còn quay ở trong, buông ra thì lại tiếp tục chơi được. Nhưng bây giờ nhiệm vụ của anh Phi thì anh Phi sẽ test con Yoyo này theo cái cách cơ bản nhất là anh Phi sẽ lấy một cái sợi dây Yoyo. Đây là sợi dây Yoyo của nó. Nó gồm có hai đầu, một đầu máng vào tay của chúng ta, một đầu máng vào Yoyo ha. Và đây là bốn sợi dây quà tặng. Anh Phi tặng quà không có ý là tặng quà đắt tiền nha các bạn, mà ý tặng là những cái quà không thể thiếu. Đối với Yoyo thì phải dùng dây nha các bạn, không có dây thì không thể chơi được Yoyo đâu. Cho nên nó là trong một cái sản phẩm Yoyo thường nó cho một sợi dây như thế này, các bạn về chơi mà hư sợi dây là kể như đem đi giục con Yoyo. Cho nên anh Phi sẽ tặng thêm 4 sợi nữa để các bạn có thể chơi Yoyo rất thoải mái. Và để chơi Yoyo thì phải máng dây Yoyo vô. Thì làm sao máng vô các bạn xem ha. Xe theo chiều kim đồng hồ nè, các bạn sẽ tách được hai cái sợi dây này ra nha, thành một cái thòng lọng nè. Rồi các bạn sẽ móc vào Yoyo là máng vào Yoyo nè, kéo thẳng ra nè, sau đó tay cầm dây các bạn buông nè, xong ha. Và đây là cái dây, đầu dây móc vào tay, các bạn có thể móc như thế này nhưng rất là dễ bị trượt ra. Anh Phi sẽ làm một cái tắt các bạn xem nhé. Rồi dòng xuống ngón út để lên ngón trỏ của tay đối diện, để lên ha, điểm lên nè, để qua nè, rồi dùng ngón cái giữ lại nè, thì cái sợi dây kia nó sẽ nằm ở dưới và xuống giữa, chúng ta sẽ nắm kéo lên ha, rất là đơn giản. Và buông ra nè, kéo lên nè, nó sẽ trở thành một cái nút thắt ở đây ha. Ban đầu chơi thì hơi đau tay nhưng mà sau này quen rồi thì không có đau tay nữa. Rồi để quấn dây Yoyo thì nắm quấn dây hoài không được đâu, các bạn phải dùng cái ngón cái các bạn giữ dây nè, giữ dây nè các bạn thấy không. Rồi các bạn quấn ha, quấn cho tới hết dây thì thôi ha. Đấy, bán hết dây thì thôi, các bạn thấy không, đơn giản chưa. Và những dòng cuối cùng thì từ ngoài Yoyo nó sẽ lăn vào vai của chúng ta. Và bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển góc máy ra phía bên ngoài để anh Phi quăng Yoyo cho các bạn xem. Và đó là chiếc dép của anh Lĩnh. Anh Lĩnh đang đứng ở phía trong. Và bây giờ đây là sân ngoài của Abo. Sân ngoài của Abo ha, đó cây lân nè, ở phía ngoài đường trước của Abo nè. Và bây giờ thì anh Phi sẽ quăng cho các bạn xem nha. Đó ha. Rồi bây giờ để hết Yoyo lên, các bạn hút nó không lên đâu, thấy bạn thấy không? Anh Phi nói nó 1A mà, chúng ta sẽ phải hút nó lên như thế này, không hút nó mới lên nha. Nè, hút nó lên nè, không lên, không trúng thì tập làm sao cho nó trúng ha. Đấy, đây, hút lên nè, thấy không? Còn nếu các bạn hút không được thì các bạn cái tay nè, tay không cầm Yoyo nè, tay này là dướng dây rồi, tay này không cầm Yoyo, lấy cái ngón cái ngón rõ nè, đập vô nè, kéo nó lên ha. Rồi để cái Yoyo lên dây, buông hút. Đơn giản chưa, cực kỳ đơn giản. Và bây giờ thì con Yoyo nó đã ổn rồi thì anh Phi sẽ đóng nó lại cho nó vào hộp. Và nhất là anh Phi sẽ giữ lại sợi dây ở đây để chứng tỏ cho các bạn rằng anh Phi đã test. Bỏ dây vô luôn và cho vào hộp ha. Con Yoyo này là Thần Rồng Đại Dương BT5, mã hàng 676201. Giá của nó chỉ có 169.000 thôi, gửi đi Cần Thơ phí nó chỉ có 23.000 thôi, thì tổng cộng của nó 192.000 cho một con Yoyo này là hợp lý. Phí gửi đi các khu vực miền Tây á, miền Tây của Việt Nam mình nè, miền Tây các tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu Long á, thì thông thường nó dao động khoảng tầm từ 23 cho tới 25 cho tới 30.000 thôi. Gửi đi miền Trung mới đắt, gửi đi miền Bắc thì có tỉnh đắt, tỉnh không đắt mà mắc á, giá cao á. Còn gửi đi miền Nam thì giá nó thấp, rồi để gửi đi miền trong thì đôi lúc giá nó cực cao luôn, nhất là gửi đi Huế, không lạ vậy đó các bạn, anh không biết tại sao nhưng mà thường gửi đi thì giá cực cao. Anh Phi chuyển góc máy qua đây với mục đích là để đây để anh Phi